Bạn đang nghe tập sách Cái Dũng của Thánh Nhân, tác giả Thu Giang, Nguyễn Duy Cần. Chương 3: Thái độ và cử chỉ. Yoritomo Tashi chê những kẻ táo bạo phiến động nhất thời, những kẻ không tự chủ và cũng không chịu lo kiểm soát, ngự trị những cử chỉ lố lăng của mình là bọn người tư tưởng trên bắp gân. Tư tưởng trên bắp gân nghĩa là gì? Với những người ấy, không cần phải cật vấn làm chi cho nhọc, gương mặt họ là phản ảnh rất trung thành những tình cảm tư tưởng họ. Những sự mừng, giận, thương, vui đều lộ ra ngoài gương mặt hay dáng điệu. Cái bản ngã, cái chỗ thâm sâu huyền bí của họ chỉ như một cái thành, không củng cố, không tường lũy, ai muốn ra vào cũng thông thả. Những kẻ nông nổi, lơ đễnh, không cần quan sát cũng có thể hiểu được thâm tâm của họ. Những người như thế không thể đảm đương sự lớn. Muốn làm việc lớn, cần phải có những người trầm mặc, vui buồn, mừng giận, không hề bao giờ lộ sắc. Điềm tĩnh là một trạng thái của nội giới. Bởi ta điềm tĩnh nơi trong, nên bề ngoài, dáng điệu cử chỉ mới thấy đặng vẻ im lặng. Cái đó là tinh thần ảnh hưởng vật chất. Nhưng vật chất cũng ảnh hưởng lại tinh thần. Những cử chỉ điềm đạm, níu kéo giữ gìn cũng khiến được tâm hồn trầm tĩnh. Trị được thân thể, cử động của mình là đã đi một bước khá dài trên con đường điềm đạm. Đi ban đêm, những kẻ nhát thường hay hút gió, ca hát ra dáng điệu thản nhiên, rồi thì cũng nhờ đó mà bớt sợ. Lúc ta buồn bực chán nản, nếu cứ nằm ì mãi một chỗ mà than thở, rồi cũng sẽ vì đó mà buồn bực chán nản thêm. Trái lại, nếu ta phản động lại, ca hát vui cười tức thời, những cái chán, cái buồn cùng theo tiếng cười mà tiêu ma đi hết. Trong quân đội, người ta cũng dùng một phương pháp ấy. Muốn khêu gợi sự tôn kính và dâng lời theo mạng lệnh bề trên, người ta bày ra cách chào cứng đơ và thẳng cẳng. Đó là dùng cử động bề ngoài để chi phối bề trong. Trong những cuộc hành lễ của các tôn giáo, những cử động nhất định như quỳ, lạy, đọc kinh, vân vân cũng đều do một nguyên tắc ấy mà ra. Thật vậy, những cử chỉ khiêm nhường gây cho con người có một tâm hồn khuất phục, sợ sệt. Muốn có đức tin và lòng tôn kính, hãy bước vào đền thờ hay chùa miếu, hãy dự vào những cuộc cúng lễ đi rồi, ta cũng sẽ có một đức tin như những tín đồ chân thành của các tôn giáo ấy vậy. Kẻ nào có đạo mà ít đi nhà thờ, không bao lâu sẽ không còn đức tin về đạo của mình nữa. Pascal nói, hãy quỳ gối và đọc kinh đi, rồi thì đức tin sẽ đến cho anh. Vậy với những ai muốn có một tâm hồn điềm đạm, hãy trước hết gìn giữ kỹ càng một thái độ trầm tĩnh, thì rồi sự trầm tĩnh sẽ đến, tràn ngập nơi lòng mình không sai dậy. Tại sao ta không lo điêu luyện tinh thần điềm tĩnh nơi trong trước, lại lo huấn luyện những cử chỉ điềm tĩnh bên ngoài? Cái đó không có gì lạ. Ý chí trị cái hiện tượng của cảm tình dễ hơn là ngăn cấm cảm tình ấy. Giận, ta có thể trị liền cái tay ta đừng đánh đập một cách dễ dàng hơn là trị cái giận ấy đừng cho nó có. Rồi thì sự điềm tĩnh bề ngoài ấy, nó ảnh hưởng lại tinh thần bên trong của ta. Nếu ta làm bộ giận dữ, rồi thì một lúc nữa sẽ giận ngay thật. Người ta thường để ý thấy rằng, trình độ con người càng cao bao nhiêu, thì những cử động vô ý của thiên tính càng giảm bấy nhiêu. Những kẻ chất phác ngây thơ mà sự giáo dục phó mặc cho tự nhiên theo thiên tính là những kẻ hay buông lỏng tâm hồn mình cho khách qua đường, chế ngự những dáng điệu cho có mực thước, gìn giữ lời nói cho có khuôn sáo. Ấy là thái độ của những tâm hồn cao thượng. Tóm lại, bất kỳ là ở vào trường hợp nào, nếu muốn trầm tĩnh, trước hết phải lo gìn giữ cho sắc mặt và dáng điệu có một thái độ thản nhiên, chắc chắn ta sẽ thắng đặng mối cảm xúc nơi lòng và lần lần tâm hồn trở nên yên lặng. Cách tập luyện. Trước hết, ta nhất định gìn giữ kỹ càng không cho mặt lộ vẻ kinh ngạc hay bực bội vì những khó chịu do giác quan ta nhận thức.
nghe một tiếng động to và bất ngờ, đừng giật mình hay la hoảng, hãy trấn tĩnh ngay và im lặng. Thấy cái gì lạ, giữ, đừng tỏ dấu ngạc nhiên hay kinh khủng. Đi xem hát, những lúc nhiệt hứng, đừng vỗ tay la lối ôm xòm. Rủi có đụng chạm hay té ngã, cũng cứ thản nhiên, đừng nhăn mày nhíu mặt, tỏ dấu đau thương. Đừng để ai tội nghiệp cho mình cả. Đi xe, nếu phải bị chờ đợi, cứ thản nhiên, đừng tỏ dấu bực mình. Bất kỳ là ở trường hợp khó chịu nào, cũng phải khéo lợi dụng nó để điêu luyện cử chỉ điềm tĩnh của mình. Đừng tưởng lầm như thế là tỏ ra mình nhu nhược, có một cử chỉ tiêu cực, thụ động. Trái lại, người như thế là người dũng mãnh nhất đời. Đối với những xúc động về tinh thần, cũng nên lấy một cử chỉ ấy mà đối phó. Có ai nhục mạ mình hoặc làm phật lòng mình, hãy điềm nhiên, đừng tỏ dấu chi khó chịu cả. Nếu cần phải trả lời, hãy ung dung tươi tỉnh mà trả lời, vắn tắt và thản nhiên, đừng cho sắc mặt biến đổi theo mối cảm của tâm tình. Bất kỳ là một sự vật nào, bất kỳ là một người nào, hãy tập ngó ngay bằng cặp mắt lạnh lùng quả quyết. Phản động như thế, lâu ngày rồi thì ta sẽ thấy, chung quanh, người hay vật, không còn có ảnh hưởng gì đối với ta như xưa nữa cả. Trì chí kiên tâm, một ngày một chút, đừng nản lòng, đừng gián đoạn. Một ngày kia, không xa đây, các bạn sẽ thấy đời mình thay đổi mới lạ. Anh kép hát Adieu Donné. Sau khi đóng vai Napoleon, anh thấy cái người của anh đổi khác. Những cử chỉ, những dáng điệu của Napoleon mà anh bắt chước lâu ngày đã thâm nhiễm vào cái người của anh. Anh tưởng mình là đấng anh hùng cái thế kia và có những tính nết can đảm quả quyết tin mình. Chương 4. Lễ độ. Đừng tưởng lầm lễ phép đặt ra là để làm phiền rộn đời người. Mặc dầu nó kiềm thúc hành vi chúng ta, về mặt điêu luyện, điềm đạm trong bước đường đầu phải cần đến nó rất nhiều. Tín đồ của điềm đạm trước hết phải là một người lễ độ nhu nhã hết sức. Người lễ độ nhu nhã đúng mực là người khéo tự trị lấy những náo động nhất thời, những cử chỉ nóng nảy, những lời nói vụt chạc. Dẫu giận tức đến đâu, lễ độ buộc ta phải thản nhiên, đừng tỏ vẻ thô tục cộc cằn. Kẻ thô lỗ, bất kỳ là trong thái độ hay lời nói, là kẻ còn sống trong thiên tính của loài vật, chưa biết tự chủ. Người xưa, sở dĩ quá chú trọng về lễ là vì muốn gìn giữ sự giao dịch giữa loài người, đừng phải có sự xô xát. Lễ là để kiềm chế tư dục. Đời càng văn minh chừng nào, thì lễ càng tinh mật và đơn giản hơn chừng nấy. Tùy tánh chất của loài người, Âu hay Á, đều có lối lễ phép riêng. Người Á Đông, về lễ, lại nghiêm ngặt hơn Âu Tây rất nhiều. Phải nhớ, Á Đông và Âu Tây rất khác nhau về tính chất, vì một đàn háo tỉnh, một đàn háo động. Đấy là nói chung về dân tộc. Bởi vậy, lễ ở phương Đông, chủ về tỉnh, lễ ở phương Tây, chủ về động. Xem ngay trong cách thổ lộ chân tình, người phương Tây hành động theo tình cảm tự nhiên, người phương Đông cử chỉ trầm tĩnh dè dặt. Cha con, vợ chồng, bầu bạn, xa nhau lâu ngày, gặp nhau vẫn không thấy bồn chồn rộn rực. Những cái xá dài, những lễ phép phiền phức, toàn là những cử động tự trị, không cho thổ lộ ra ngoài. Tâm tình thường chịu ẩn hơn hiện. Cái đó không phải giả dối, không phải lạc lẽo, không phải vô tình, ấy là tự trị vậy. Áo quần theo lễ của người Á Đông thường trọng quần dài áo rộng, cái đó cũng có cái lý của nó. Trong những cánh tay áo dài lụng thụng, quần áo thênh thang, người ta như bị nhốt trong một khuôn khổ hoạt động cử động con người. Trong bộ áo ấy, kể như bỏ rồi. Giận mà đi tới cũng khó khăn, sợ mà chạy lui cũng không tiện. Một cách duyên trì để thì giờ suy nghĩ. Lễ phép tuy đối với kẻ điềm đạm là một điều trở ngại cho tinh thần tự do, nhưng đối với kẻ chưa điềm đạm, kẻ còn bị tình dục và ích kỷ thống trị nơi lòng, thì đó là một cương kỷ đầu tiên rất cần thiết.
Lễ phép đây, tôi muốn nói những cách nhã nhặn điềm đạm, dùng để kiềm thúc những cử chỉ náo động của tình dục như nóng nảy, vụt chạc, vân vân. Dầu xử vào cảnh nào trái ngược đến đâu, cũng không quên lễ độ, đó mới thật là lễ. Đừng hiểu lầm với những lối xã giao của bọn người su viêm buôn cạnh, cốt dùng những câu thuận lòng đẹp ý nịnh hót bơm ngọt nhau. Với bọn người ấy gặp nhau thì tha hồ là lời và lời, nói và nói. Trái lại, kẻ nào không biết qua qua lợi lợi, dài chuyện nhiều lời, kẻ ấy họ cho là kém lịch sự. Hiểu như thế, lễ là thù địch của người điềm đạm. Những thói xã giao ấy, theo tôi, không phải là lễ độ, mà là những cử chỉ của bọn háo danh dụ lợi, lễ của bọn tôi đòi. Dùng lễ để kiềm chế náo động của dục tình là một việc, mà dùng lễ để thỏa mãn lòng tư dục lại là một chuyện khác, rất trái ngược nhau. Ta phải để ý phân biệt cho kỹ, không thì thay vì tìm đường giải thoát, ta lại sa vào nô lệ. Đó là vì mình lẫn lộn mà đảo ngược phương tiện làm cứu cánh vậy. Người lễ độ, theo tôi, là người không bao giờ vô lễ với ai cả, mặc dầu người ta hết sức khiếm nhã với mình. Người ta thường bảo, kẻ bị nhục mà không biết thẹn và trả thù là người nhu nhược. Cho nên lắm khi, trong lòng không bất bình mà cũng vẫn phải làm ra dáng bất bình, kẻo bị phải kẻ khác khinh thị. Cho nên người ta mắng mình phải mắng lại. Người ta đánh mình thì mình phải đánh lại. Đó là người anh dũng. Ta quên rằng kẻ mắng ta, đánh ta là kẻ không tự chủ. Nếu ta mắng và đánh lại, ta sẽ là kẻ ngang hàng với hạng người ấy, hay sao? Đó là cái dũng của kẻ thất phu. Người điềm đạm ở trong trường hợp này vẫn giữ gìn lễ độ, không vì người ta nhục mình mà chịu khuất thân làm kẻ tiểu nhân như họ. Danh dự thật ở nơi chân giá trị của mình, không phải ở nơi lời khen tặng của con người. Cho nên người ta có khen hay chê, không phải vì đó mà giá trị mình tăng lên hay giảm xuống. Marc Aurèle nói, cách trả thù hay nhất, đừng tự mình giống với kẻ dữ. Bacon cũng nói, trả thù là đứng ngang hàng với kẻ nghịch, tha lỗi là đứng lên trên kẻ ấy. Đó cũng là Lão Tử bảo, dĩ đức báo oán, vậy. Theo phái thiền môn, Zen, người ta thường dùng những cử động bất nhã một cách rất đột ngột để thử lễ độ, hay muốn nói cho đúng hơn, để thử điềm tĩnh của các đệ tử mới nhập môn. Đụng chạm nặng nề đến bản ngã là một cách luyện tập hoặc thử thách tinh thần điềm đạm. Vì thiền, nghĩa của nó là tỉnh ngộ chứ không phải là ru ngủ. Những lối chiều chuộng thị dục của con người như khen tặng, bưng bợ, những lối xã giao phiền phức của xã hội tạo ra toàn là những cách ru ngủ tâm hồn bẩn chật của bản ngã. Câu chuyện nhà võ sĩ trứ danh Tokiyori lúc mới vào xin làm đệ tử của phái thiền môn bị ông thầy mình bất ngờ đánh cho một bạt tai mà không biết giận là một chứng cứ của điều tôi đã nói trên. Tokiyori, một tay đánh kiếm có danh, sức mạnh ít người địch nổi, thế mà hở cơ bị đánh một bạt tai, vẫn thản nhiên không biết giận. Thật lòng tự chủ của ông đã đến bực. Ông tự thú, trước kia tôi vẫn tưởng tôi là người đại dũng, lúc mà trong tay cầm mấy vạn tinh binh đánh Nam dẹp Bắc. Trước kia tôi không có một người nào dám cản đường, thế mà khi phải bị đánh một bạt tai, tôi trấn tĩnh được ngay. Quả tim tôi không đập mạnh, lòng tôi yên lặng như không có việc gì. Bấy giờ, tôi mới cảm thấy cái khí độ hùng dũng trước kia sánh với bây giờ rất còn du dược, hèn thấp đến bực nào. Tự chủ được cái lòng tự tôn tự đại của mình mới là đại dũng đó. Đó là chỗ Lão Tử bảo, thắng nhân giả hữu lực, tự thắng giả cường. Chương 5. Ảnh hưởng của hoàn cảnh. A. Ảnh hưởng của hoàn cảnh. Bản tánh loài người ham bắt chước cái chi mình tôn kính. Những điều ta mục kích chung quanh ta là những tấm gương khuyến lệ, kích thích lòng hâm mộ, phấn khởi của ta. Khi còn nhớ, đi xem hát,
thấy quan công đánh cờ, Hoa Đà múc tên tôi hết sức cảm phục cái thái độ điềm tĩnh của quan công. Đến lập nguyện trong tâm, về sau không chịu trên khóc khi phải bị dấp ngã hay thương tổn lớn lên. Chung quanh tôi trong phòng văn thường hay treo những hình ảnh các bậc anh hùng, dũng sĩ, những kẻ biết xem thường những náo động vô ích, những tình cảm nhỏ nhen của bản ngã. Về sau, chỉ giữ bên bàn viết một đầu hình Phật Thích Ca, đầu hình bằng đá, nét mặt trầm tĩnh, không một nét gì tỏ ra cho ta thấy có mảy may thất tình. Mỗi khi trong lòng tôi thấy muốn chao động, cặp mắt liền dây bên gương mặt trầm tĩnh kia, như nhắc nhở, như khuyến lệ, bỗng dưng trong lòng thấy phẳng lặng nhẹ nhàng. Tạo cho mình một hoàn cảnh, một không khí đầy sức mạnh thiêng liêng, giúp cho mình rất nhiều trong bước đường đầu tiên trên con đường siêu thoát. Bởi vậy, hãy tránh xa những bạn tác, những kẻ nhút nhát rụt rè, những kẻ háo thắng nóng nảy, hay nói khoe khoang. Trái lại, tìm mà làm bạn hay gần gũi với những kẻ điềm đạm, quả quyết, cử chỉ thuần hậu, ôn hòa. Lâu ngày, gần mực đen, gần đèn sáng, nhất định xa lánh những bạn tác có tính vụt chạc, lẳng lơ, náo động nhất thời, lao chao liếng khỉ. Nếu hoàn cảnh bắt buộc phải sống chung hay gần gũi với bọn người ấy, thì hãy xem như họ là cái gương xấu phải giữ mình. B. Tiết điệu điều hòa. Trong xã hội văn minh này, người ta thường gọi thời giờ là tiền bạc. Đó là một trong nhiều nguyên nhân làm cho mất cả sự điềm tĩnh. Khéo tiên liệu một cách châu đáo những công việc làm hàng ngày của ta, định cho mỗi công việc một thời giờ riêng và thi hành theo đó một cách quả quyết không sai chạy. Ấy là những cử chỉ đầu tiên ta phải lo nghĩ hơn hết nếu ta muốn sống trong một tiết điệu điều hòa. Được vậy, ta trừ được ba nguyên nhân của sự náo động vô ích. 1. Trễ nải làm cho ta phải hấp tấp hối hả vụt chạc. 2. Quên làm cho ta hối hận bức rứt. 3. Áy náy vì phải bận nghĩ về những điều sẽ làm sau này. Khéo tổ chức thời giờ làm việc như thế đem lại rất nhiều cái hay cho sự điềm tĩnh của ta. Thật vậy, kẻ náo động nhất thời rất ghét sự kiềm thúc ấy. Họ tưởng vậy là bị nô lệ trong thời giờ. Trái lại, làm thế là mình làm chủ lấy nó, vì mình không thể để nó bắt chẹt mình được một lúc nào cả. Mình không vì nó mà phải bị hối hả, mất cả sự điềm tĩnh trong cử chỉ, trong tư tưởng. Khéo tổ chức thời giờ giúp ta làm việc được thư thả, có tiết điệu, có quy tắc, không phải có sự nhọc nhằn. Không phải bảo ta làm một cái biểu dùng thời giờ làm việc trong một năm hay một tháng. Nếu vì công việc của mình bắt buộc mà không thể nhất định trước được trong cả một tuần, thì cũng ít ra phải làm một cái biểu cho mỗi ngày. Trước khi đi ngủ hoặc sáng sớm, lúc mới thức dậy phải tiên liệu cho một chương trình làm việc trong ngày. Làm như thế không phải là công việc dễ dàng gì, bởi nó sẽ gặp rất nhiều trở ngại đủ mọi phương diện, trong và ngoài. Tâm tính lười biếng cẩu thả của mình là một, sự quyến rũ cầu cạnh của kẻ khác quấy rối mình là hai. Bởi vậy, ta phải thận trọng nhắc nhở lấy mình và đem hết ý chí mà thừa hành chương trình của mình đã lập sẵn đó. Hãy tự nhủ luôn luôn, tôi muốn sống theo sự quyết định của tôi, không chịu làm nô lệ cho một ý muốn nào khác ngoài tôi cả. Bạn hãy thí nghiệm trong một tháng, sẽ thấy đời bạn có tiết điệu điều hòa, tâm tánh bạn có chiều thư thả hơn xưa rất nhiều vậy. Chương 6. Phòng sự bất ngờ. Người xưa nói, khéo giữ gìn lời nói như người chăn tù vậy. Phải, lời nói của ta là những tên tôi mọi, phải cấm cố nó cho kỹ càng, thả nó ra phải coi chừng, nó sẽ trở hại mình, không phương tránh đỡ. Tại nó mà kẻ nghịch của ta biết đặng cơ mật của lòng ta, biết được nhược điểm của bản tánh ta, và nhân đó bắt ta làm tôi, làm mọi cho họ. Nếu biết đặng chỗ yếu của người khác rồi, thì làm chủ lấy họ một cách rất dễ dàng. Bởi vậy, đừng tưởng lầm, điềm tĩnh là một đức tánh để xử với việc lớn.
bất kỳ là một hành động nhỏ mọn nào trong đời mình, như lời nói vô tình thốt ra trong khi mừng, giận, thương, vui, cũng phải kiểm soát kỹ lưỡng, đừng để nó làm cho mình mất sự điềm tĩnh đi. Điềm tĩnh trong từng mảnh múng việc nhỏ rất khó, khó hơn là trong lúc mình xử sự với việc lớn. Yoritomo Tashi có thuật một câu chuyện ngộ nghĩnh như vậy. Lao, một tên đệ tử rất nhiệt tâm theo đuổi theo con đường tận thiện của điềm đạm, nhưng chưa vượt qua khỏi giai đoạn háo thắng nóng nảy, một buổi kia đến tìm tôi. Sư phụ, con đã nghe theo lời giáo huấn của sư phụ và hàng ngày luyện tập, nay con có thể tự hào là đã thành thục rồi, con làm chủ lấy con rồi. Con hôm nay đến đây bái yết sư phụ là để cho sư phụ thấy rõ nơi con cái kết quả ấy. Này con hãy coi chừng, đừng vội vàng mà sa vào cái tật háo thắng tự phụ. Con nên biết rằng điềm đạm là cái hạnh tối cao siêu thoát. Muốn được nó, con người phải biết đứng trên hết mọi trở lực, bất kỳ một trở lực nào hết sức lớn lao hay hết sức nhỏ nhặt. Thưa sư phụ, con đã biết lẽ ấy rồi. Con bây giờ sẵn lòng chờ đợi sư phụ thử con, bất kỳ là cách nào. Con chắc chắn như vậy? Con chắc là con sẽ thắng tất cả mọi cảm xúc, không chút nao lòng chăng? Con chắc như vậy, và con chắc chắn rằng bầu trời thâm thẳm kia đổ nát trên đầu con cũng không làm con nao núng nữa. Được, vậy con hãy ngồi trên chiếu kia và cứ lẳng lặng làm thinh mà đợi thầy thử con. Thầy sẽ xem coi con có thể chịu nổi một cuộc thí nghiệm ghê gớm này không. Tôi bèn kêu Châu Ly vào và dặn nhỏ nó vài lời, làm cho nó tỏ vẻ kinh khủng. Sau đó tôi nói lớn lên: Thôi, con hãy lại ngồi gần bên sư huynh con, sẵn cơ hội con sẽ học thêm một bài học khác. Lao là con nhà giàu sang quyền quý, nó mặc một bộ đồ rất quý giá, tay áo dài thêu kim tuyến, ngồi xếp bằng trên chiếu, những tà áo trải trên mặt chiếu rất đẹp. Châu Ly vâng lệnh tôi đi ngay lại bên mình Lao, rồi làm bộ như vô ý đạp đôi giày dơ lên tay áo của Lao và ngồi phịch lên đó. Nhưng Lao không đợi cho nó kịp thời giờ ngồi lên trên, đã vội vàng đẩy mạnh anh ấy nhào hớt ra ngoài xa và nói: Thằng vô ý thế nào? Gương mặt Lao đã lộ vẻ giận dữ. Tôi bèn giơ tay lên bảo: Thôi, không cần phải thí nghiệm thêm nữa. Con đã hai lần phạm lỗi. Thứ nhất, con đã bị hoàn cảnh trái nghịch buộc con phải thốt ra lời. Thứ nhì, con bị sự nóng giận lôi cuốn con và làm chủ lấy con. Đấy là hai cái lỗi trọng nhất đối với một tín đồ của điềm đạm. Nhưng cũng còn một cái lỗi thứ ba này mà con không khéo tránh, còn để cho người ta xuất kỳ bất ý làm chao động lòng con. Con không biết phòng sự bất ngờ. Thầy biết dư, nếu có đao phủ thủ bước vô, hăm he con bằng ngọn gươm sắc lẻm của nó, cũng không làm mất đặng sự bình tĩnh của con. Nghe báo cáo một cái tin rất dữ, hoặc nghe trời đất sắp tan dở như tro bụi, chưa ắt đã làm con nao núng. Khi thầy nói với con, chờ đợi một cuộc thí nghiệm ghê gớm, là thầy dụng ý làm cho tâm trí con tưởng tượng trước sẽ gặp những cuộc chấn động to tát như thế. Nhưng con đâu có dè, lại bị phải một sự cõng con đáng buồn cười như thế kia. Nó đánh úp làm cho mất cả công phu điềm tĩnh của con đi. Từ đây, con nên nhớ kỹ bài học này. Điềm tĩnh không phải chỉ để đối phó với những việc lớn trong đời mà thôi. Trong những việc rất nhỏ, từ cử chỉ, từ dáng điệu, từ nét mặt cũng phải kiểm soát kiềm chế. Trong những trường hợp to tát, ta thường dễ gìn giữ cử chỉ điềm tĩnh hơn là trong những câu chuyện vô cố hàng ngày. Luận về những người đại dũng, Tô Đông Pha nói: Bậc đại dũng thình lình gặp những việc phi thường cũng không kinh, vô cố bị những điều ngang trái cũng không giận. Thốt chiên lâm chi nhi bất kinh, vô cố gia chi nhi bất lộ. Trái lại, kẻ thất phu bị nhục thì tay vuốt gươm đứng dậy, vươn mình xốc đánh. Thất phu kiến nhục, bạc kiếm nhi khởi, đỉnh thân nhi đấu. Cái đó chưa đủ gọi là dũng.
hai chữ thốt nhiên và vô cố là hai chữ thần. Những tín đồ của Điềm Đạm cần phải tụng niệm hàng giờ, hàng phút mới đặn. Đọc Sử Thời Chiến Quốc, ai là người không biết Yếu Ly và Khánh Kỵ? Yếu Ly cảm cái nghĩa của Hạp Lư nên hứa giúp cho để lừa giết Khánh Kỵ. Một hôm, Khánh Kỵ ngồi ở mũi thuyền chỉ huy binh sĩ thì Yếu Ly đứng sau lưng cầm kích mà hầu. Thừa lúc thuận chiều, đâm suốt qua bụng Khánh Kỵ. Khánh Kỵ sức khỏe như voi, liền trở tay vối bắt Yếu Ly. Xách ngược lên dìm đầu xuống nước 3 lần, nhưng rồi lại ẵm lên để trong lòng, cúi nhìn, cười và bảo: "Thiên hạ lại còn có kẻ dũng sĩ này có gan đâm ta chứ?" Các tướng sĩ toan đâm chết Yếu Ly, nhưng Khánh Kỵ gạt đi, bảo: "Người này là một bậc dũng sĩ, trong một ngày chớ nên để chết 2 người dũng sĩ của thiên hạ. Các ngươi nên tha cho hắn về Ngô để tỏ lòng trung." Khánh Kỵ tha Yếu Ly rồi rút ngọn giáo trong bụng ra mà chết. Người ta bảo Yếu Ly là dũng sĩ, nhưng đây là một sự sắp đặt trước rồi, chỉ có trầm tĩnh mà thi hành thôi, đâu có thể bì với cái dũng của Khánh Kỵ. Thốt nhiên bị người ta đâm chết một cách tàn nhẫn mà dằn được cái lòng phục thù của mình để tha thứ được cái kẻ đã xúc phạm đến sanh mạng mình, thay vì nghiền nát kẻ giết mình kia cho hả giận, Khánh Kỵ điềm tĩnh nhận thấy mình chết đây không phải tại Yếu Ly mà là tại mình thất trí. Dìm đầu Yếu Ly 3 lần xuống nước làm cho ta thấy Khánh Kỵ đã phải bị một cơn tranh chấp mãnh liệt nơi lòng sâu cùng. Khánh Kỵ đã thắng được cái lòng tự ái của mình, cả cái thiên tính tự vệ của mình nữa. Thật đúng với câu: "Thắng nhân giả hữu lực, tự thắng giả cường." Sức điềm tĩnh của Khánh Kỵ ở trên mấy tầng mây đối với cái điềm tĩnh của Yếu Ly. Thảo nào Yếu Ly không còn mặt mũi nào sống sót, cử chỉ ấy có thua gì cử chỉ điềm tĩnh và đầy nhân đạo của Giê-xu khi bị quân lính đâm với bên hông, lúc gần trút linh hồn lại còn cầu nguyện: "Xin Cha hãy tha tội cho chúng nó không hiểu cái việc của chúng nó làm." Tôi nói không thua Giê-xu vì Giê-xu là nhà đạo hạnh hoàn toàn, còn Khánh Kỵ là một tay tướng giặc. Sự điềm tĩnh và lòng tha thứ ấy là một sự thường đối với những bậc đức độ viên dung, mà là một sự bất thường đối với những nhà thượng võ hiếu thắng.